Cùng mai chiếc chè bông xin chào cả nhà nha. Thì cả nhà ơi, mấy hôm trước thì em có lên tầm khoảng 20 giống tại vườn mai của chiếc chè bông. Thì hôm nay em mới về một cái lô đại lộc. Nói chung là cành nhánh thì rất là xung xuê cả nhà. Thì gốc nó to nữa, thì hôm nay em muốn quay để giới thiệu với cả nhà. Xem ai có nhu cầu về cái cây mai đại lộc và giống giảo Thủ Đức, giảo siêu nụ, các cái giống mai bên vườn mai của chiếc chè bông. Thì xin hãy vào xem và ủng hộ cho em nha. Cứ qua số điện thoại là 0397142252 hoặc là số điện thoại là 0947873959 thì bên em sẽ có người trực điện thoại nha cả nhà. Rất là cảm ơn cả nhà đã quan tâm xem video của em. Thì video của em có rất là nhiều giống mai, xin mọi người hãy vào xem và xem cho hết video của tụi em nha. Xin cảm ơn cả nhà. Và không phải để cả nhà chờ lâu nữa thì hôm nay em sẽ tiếp tục lên đây giới thiệu với cả nhà. Đây là một cây mai đại lộc nha cả nhà. Đại lộc này là đại lộc hàng đôn, cho nên là cành nhánh của nó là nó đã cứng cáp hết rồi. Đây cả nhà, cái này là tụi em cũng đã vô dây uống cái thân rồi ha. Cái gốc thì cái lô này gốc tương đối to nha cả nhà, gốc to. Nhưng mà cái rễ thì nó cũng được thôi, chứ nó không có quái, cũng không có rễ, cũng nói chung là cũng được thôi chứ không có đẹp lắm nha cả nhà. Thì phần nào thì em nói rất là cụ thể, cho nên cả nhà xem nếu mà thích thì xin hãy alo em nha. Nhưng mà cái lô này chúng ta về nuôi nuôi thêm một cơi nữa, bây giờ nó đang ra cơi cả nhà, bởi vì hàng Tết đôn ha, cho nên là nếu mà chúng ta định nuôi thêm một cơi nữa thì sẽ lấy bo rất là nhiều. Và đặc biệt là Tết nay chúng ta sẽ có cây mai đại lộc chơi Tết nha. Đại lộc là lộc lớn, nói chung một cái tên thôi là chúng ta đã thấy rất là may mắn rồi đúng không ạ? Đây là cái gốc nha, cái này nó bằng bự hơn ngón chân cái luôn rồi cả nhà. Nói chung là gốc to, tương đối to nha. Thì có những cây nó cũ nở như thế này, rễ thì nói chung là nó cứ tầm tầm như thế này cả nhà, cho nên là nó cũng không có được quái lắm nha. Thì cái lô này em bán với giá là 500.000 một cặp nha. Em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Cái này nó đã hai mùa rồi nha cả nhà. 500.000 một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Đó chính là mai đại lộc. Em sẽ đo chiều cao đây. Tầm từ cái mắt bo đi lên là tầm khoảng hơn một gang tay của em nha cả nhà. Cành nhánh thì nói chung cũng ok rồi ha. Gốc thì to, thì mấy cái loại gốc to như là chúng ta nuôi nó rất là mau lớn cả nhà. Rồi và cũng cái lô này thì em cũng giới thiệu thêm một vài cây nữa cho cả nhà cùng xem ha. Đây thì nó như thế này. Này chạy như cả nhà nhìn cái chọt bo ghép nè, nó rất là mập rồi ha. Cái này nó rất là mập, và do là gốc lớn cho nên là nó chưa có đường cốt thôi, chứ thật ra là những cái cây này nó rất là mập rồi cả nhà. Nó cây thì nó cao khoảng hơn một gang tay của em nha. Đây là hàng đôn nha cả nhà, nó đang chuẩn bị ra cơi hai. Cả nhà nhìn thấy cái đầu của nó nè, đang chuẩn bị ra cơi ha. Đó, đây chính là hàng đại lộc, giá 500.000 một cặp. Em sẽ bao phí vận chuyển đến nơi cho chúng ta luôn nha. Rồi và tiếp tục là thêm một cái cây nữa, gốc với bằng cái ngón chân cái em đi lên hết rồi ha. Cành nhánh này cả nhà nhìn thấy rất là ok nha. Cái này nó chuẩn bị ra thêm một cơi đọt nữa, về chúng ta tưới dưỡng rễ vào thì nó rất là nhanh phát triển nha cả nhà. Đó, 500.000 một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Và một cái giống mai bên vườn mai nhà em nữa, đó chính là hàng giảo Thủ Đức. Loại này nó cũng đã liền cốt 100% nha cả nhà, nhưng mà cái này là gốc nhớt, còn cái kia là gốc bứng nha. Gốc nhớt thì nó mau liền cốt hơn bởi vì gốc nó nhỏ hơn. Loại này thì nó xử lý rễ ha. Cây thì cao khoảng hơn một gang tay của em, chắc tầm khoảng 2 tấc đến 2 tấc mấy, có cây cũng 3 tấc nha. Thì lô này em bán với giá là 300.000 một cặp. Nói chung là 150 một cây, nếu mà 3 cây thì em mới bao phí vận chuyển nha cả nhà. Đây là giống giảo Thủ Đức nha. Rồi và tiếp tục là cái gì có bông đẹp quá, đưa chị Hai giới thiệu. Cái loại đọt xanh cả nhà. Đọt xanh này bông rất là đẹp, rồi cả nhà nhìn thấy nè. Cái này nó nở mấy ngày rồi nha, nhưng mà hoa của nó rất là to. Đây có thêm nè. Nhưng mà đặc biệt của nó là bông chùm nha cả nhà. Nó cả nhà nhìn thấy cái lô này rất là đẹp. Cái loại cúc đọt xanh này nó cũng rất là dễ chăm. Đó, cái ngọn của nó cả nhà nhìn thấy nó ra đọt rất là khỏe. Thì loại này em bán với giá là 100.000 một cây. 3 cây em cũng sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Đây là cúc đọt xanh bông chùm nha cả nhà. Hoa rất là đẹp luôn á. Đó, ai thích cái giống này chè bông nha. Rồi tiếp một cái giống mai mà cái sinh trưởng mạnh nữa cả nhà, đó chính là hàng giảo siêu nụ. Siêu nụ hay còn gọi là siêu bông cả nhà. Nó loại này thì em bán với giá 125.000 một cây. 3 cây thì em cũng sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Loại này là 8 đến 12 cánh đó. Đây, nếu mà ai thích giống nào thì xin hãy liên hệ bên vườn mai của chiếc chè bông nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm, và em sẽ tiếp tục giới thiệu nhiều giống mai nữa bên vườn mai nhà em nha cả nhà.
thêm một cái giống mai nữa bên vườn mai nhà em cả nhà, đó chính là cúc thọ hương. Thì cái loại này hơi tốt đó là cái cây mai này của vườn nhà em mà để lấy bo ghép á, thì thật sự nó ra hoa rất là đẹp. Hoa của nó là tầm khoảng 20 mấy đến 30 mấy cánh và bông chùm cả nhà. Thì hôm nay cũng có nhờ một số giống để giao lưu với chúng ta. Thì cái loại này về chúng ta chưa lấy bo liền được đây nha, tầm khoảng nửa tháng đến 20 ngày nữa nó già đọt rồi chúng ta mới lấy bo nha cả nhà. Thì loại này là em bán với giá chỉ có 80 ngàn một cây thôi, 3 cây em sẽ bao phí vận chuyển. Và chương trình tri ân khách hàng bên vườn mai của chiếc chè bông thì là 10 cây em sẽ tặng một cây nha cả nhà. Quá quá ưu đãi rồi đúng không ạ? Cho nên là nếu mà, và em sẽ bao phí trước tận nhà cho chúng ta luôn. Cho nên nếu ai cần cái giống gì thì xin hãy liên hệ bên vườn mai của chiếc chè bông nha. Vườn mai của em đảm bảo uy tín chất lượng về giống nha cả nhà, và luôn cho kiểm tra hàng trước khi nhận, cho nên cả nhà yên tâm ha. Rồi, và bây giờ thêm một cái giống mai nữa đó cả nhà, đó chính là mai tự quấn. Đây cả nhà nhìn thấy nó quấn như thế này nha, nó chỉ có nó tự quấn thôi, chứ là một nghệ nhân cũng không thể nào làm được nha một cái cây mai tự quấn như thế này nha cả nhà. Thì cái loại mai tự quấn này em bán với giá chỉ có 100.000 một cây thôi, 3 cây em sẽ bao phí vận chuyển và 10 cây mình sẽ tặng một cây luôn nha. Một cái giống mai nữa cả nhà, đó chính là cái giống mai đang hot hình hợp luôn, đó chính là giống cúc hoa hồng thanh tú. Thì cái loại này hoa của nó rất là đẹp, rất là duyên, và tùy theo cái thời tiết thì có lúc sẽ trong một chùm thì sẽ có một cây có nhị và một bông có nhị và một số bông là không có nhị nha cả nhà. Cho nên cái giống này thật sự là đang được rất là mọi người ưu ái đây, đó là chơi giống cúc hoa hồng thanh tú, em bán trị giá 350.000 một cặp, bao phí vận chuyển nếu lấy một cặp luôn nha. Khi gửi thì em sẽ ghi tên nha cả nhà, bởi vì quá nhiều giống em sẽ sợ bị nhầm, cho nên là trong khi chúng ta